Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài 15 trong chương trình địa lý lớp 9. Nhưng mà trước khi qua bài mới, cô và các em sẽ cùng nhau hệ thống lại một số những kiến thức mà chúng ta đã học qua từng vừa rồi. À, câu hỏi thứ nhất là nước ta có những loại hình giao thông nào? À, loại nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và giải thích tại sao? Đây là kiến thức chúng ta đã học rồi nha. Cô chỉ nhắc lại thôi, nước ta có những loại hình giao thông nào? Chúng ta có 6 loại hình giao thông. Thứ nhất là đường bộ, thứ hai là đường sắt, thứ ba là đường biển, thứ tư là... À, đường sông thứ năm là đường hàng không và thứ sáu là đường ống và trong sáu loại hình vận tải đó loại hình vận tải đường bộ là có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa của nước ta bởi vì loại hình vận tải này chiếm tỷ trọng vận chuyển hàng hóa lớn nhất là loại hình vận tải cơ động nhất có thể hoạt động được khắp cả nước và chi phí đầu tư tương đối thấp cước phí tương đối rẻ hơn so với các loại hình giao thông khác câu hỏi thứ hai À, dựa vào lược đồ hãy xác định các tuyến đường sắt chính ở nước ta nước ta có các tuyến đường sắt chính như sau à, đầu tiên là tuyến đường sắt dài nhất à, nối liền từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh tuyến đường sắt này có tên gọi là tuyến đường sắt thống nhất hay còn gọi là tuyến đường sắt tiếng đường sắt Nam Bắc à, và ngoài cái tuyến đường sắt Nam Bắc này chúng ta còn có các tuyến đường à, sắt đi từ Hà Nội đến Lạng Sơn hay là từ Hà Nội đến Lào Cai hay là từ Hà Nội đến Hải Phòng. Như vậy là chúng ta có bốn tiếng đường sắt chính nha các em nha. À, bây giờ à, mời các em theo dõi những cái à, bức ảnh sau đây. À, cho biết những cái bức ảnh này giúp em liên tưởng đến những cái hoạt động kinh tế nào? chúng ta nhìn kỹ những cái bức tranh này nha chúng ta thấy cái hoạt động gì đang diễn ra trong bốn bức ảnh này các em. đó là cái hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa với nhau à, hoạt động này chúng ta gọi đó là hoạt động thương mại kế đến chúng ta sẽ theo dõi bốn bức tranh kế tiếp à, đây là những cái bức tranh nói về những cái cảnh đẹp ở nước ta như vậy dựa vào bốn cái bức tranh này À, các em có à, thể đoán được là cái hoạt động kinh tế nào à, mà chúng ta sắp học tới hay không các em? Đó là cái hoạt động du lịch à, Như vậy thì bài học ngày hôm nay, bài 15 chúng ta sẽ tìm hiểu về các hoạt động thương mại và du lịch Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động thương mại, à, trong đó gồm có nội thương và ngoại thương à, Theo em hiểu nội thương là gì? Nội thương chính là những cái hoạt động kinh tế trao đổi buôn bán hàng hóa à, giữa à, những cái người dân trong nước với nhau và các em có còn nhớ ở cái bài số 6 cô đã từng dạy qua và cô cũng đã từng nhắc đến là công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta được triển khai vào năm nào các em có còn nhớ không? À, công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta được triển khai À, vào năm 1986 à, và à, trong các quá trình đổi mới nền kinh tế đó thì ngành nội thương có những thay đổi như thế nào so với trước đây à, à, so với trước đây thì à, cái hoạt động nội thương ở nước ta à, đã thay đổi à, về mặt cơ bản cả nước là một thị trường chung thống nhất hàng hóa dồi dào đa dạng và lưu thông tự do các hệ thống các chợ hoạt động tấp nập ở cả thành thị và nông thôn như chúng ta biết là hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa thường diễn ra tấp nập ở những nơi đông dân và tiêu biểu đó là ở các cái chợ hoặc là các cái siêu thị hay những cái trung tâm thương mại và tiếp theo đây cô sẽ hỏi một câu hỏi kế tiếp à, có liên quan đến à, bài học mà chúng ta đã học qua đó là bài số 6. À, theo em thì thành phần kinh tế nào đã giúp cho nội thương phát triển mạnh mẽ nhất? Các em có nhớ bài số 6 cô đã từng nói qua là à, công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước ta à, được thể hiện qua ba mặt hay không nào? À, thứ nhất đó là à, sự chuyển dịch cơ cấu à, về các ngành kinh tế thứ hai là sự chuyển dịch cơ cấu à, về các thành phần kinh tế và thứ ba là à, sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ hình thành nên các cái vùng à, chuyên canh những à, về công nghiệp à, về nông nghiệp và các cái vùng kinh tế phát triển năng động ở trong đó thì cái thành phần kinh tế của nước ta trước đây chủ yếu đó là thành phần kinh tế nhà nước và tập thể nhưng sau này ngoài hai cái thành phần kinh tế mà cô vừa nêu thì có thêm thành phần kinh tế cá thể thành phần kinh tế tư nhân và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như vậy thì trong năm thành phần kinh tế đó thì theo em cái thành phần kinh tế nào đã giúp cho nội thương phát triển mạnh mẽ đó chính là thành phần kinh tế tư nhân giúp cho nội thương phát triển mạnh và sau đây à, chúng ta cùng nhau theo dõi một cái biểu đồ về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng của nước ta năm 2017 với đơn vị là nghìn tỷ đồng à, bây giờ quan sát cái biểu đồ này à, các em à, cho cô nhận xét về sự phát triển ngành nội thương giữa các vùng kinh tế của nước ta đây nè trong cái biểu đồ này chúng ta thấy có 7 cái cột màu xanh nè. À, 7 cột này mỗi một cột là một cái vùng kinh tế của nước ta đó, bao gồm có vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì các em có để ý thấy chiều cao của các cột này nó như thế nào hay không các em? À, chiều cao của các cột này nó có đồng đều hay không? Nó không đồng đều và từ cái chiều cao của các cột này và chúng ta cũng để ý số liệu của các cái cột á, thì chúng ta có thể rút ra một cái kết luận là à, à, cái ngành nội thương ở nước ta phát triển không đồng đều giữa các vùng kinh tế tiếp theo đây à, các em hãy xác định xem vậy thì hãy cho biết cái hoạt động nội thương à, tập trung nhiều nhất là ở cái vùng nào và thấp nhất ở cái vùng nào và sau đó giải thích tại sao thì chúng ta theo dõi cái biểu đồ này thì chúng ta thấy cái cột cao nhất nè chiếm 1.313,4 nghìn tỷ đồng đó là cái vùng đông nam bộ nè vùng đông nam bộ là vùng có cái hoạt động ngoại thương và phát triển mạnh nhất nè rồi kế đến đó là đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông cửu long nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh đó thì có một cái vùng có cái vùng mà có cái hoạt động thương mại phát triển thấp nhất nè đó là tây nguyên nè với cái con số là 180,0 nghìn tỷ đồng trong cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng á đạt là 180 nghìn tỷ đồng như vậy là cô nhắc lại vùng cao nhất Vùng có cái hoạt động nội thương phát triển mạnh nhất đó là Đông Nam Bộ và thấp nhất đó là Tây Nguyên. Và giải thích tại sao Đông Nam Bộ lại là vùng có cái hoạt động nội thương phát triển mạnh nhất thì chúng ta lưu ý đây là vùng trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng đông dân ở nước ta và có cái hoạt động kinh tế phát triển mạnh nhất ở nước ta. À, thế còn ở Tây Nguyên thì sao? À, Tây Nguyên thì là vùng dân cư thưa thớt, kinh tế phát triển chậm hơn so với các vùng khác à, và cũng à, từ đó chúng ta có thể lý giải được cái câu hỏi mà cô hỏi tại sao ha. Tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi một cái bản đồ về thương mại Việt Nam năm 2007. À, dựa vào cái bản đồ này à, hãy cho biết các cái trung tâm dịch vụ thương mại lớn nhất ở nước ta là những cái trung tâm nào và xác định trên bản đồ. Ở nước ta có hai trung tâm thương mại dịch vụ lớn nhất đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. À, như khi nãy cô có nói là à, hoạt động trao đổi buôn bán hàng hóa thường à, diễn ra tấp nập ở những cái nơi đông dân à, mà tiêu biểu đó là ở các chợ, các siêu thị và các cái trung tâm thương mại vân à, vân và sau đây là một số những cái hình ảnh về các chợ, các trung tâm thương mại à, nổi tiếng ở Hà Nội đó là chợ Đồng Xuân hay là trung tâm thương mại Tràng Tiền. À, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều chợ nhưng mà trong đó chợ nổi tiếng đó là chợ Bến Thành à, và trung tâm à, thương mại Sài Gòn à, và bây giờ à, chúng ta hãy cùng nhau giải thích xem tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại lớn nhất à, ở nước ta tại sao nè tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại là hai trung tâm à, thương mại lớn nhất ở nước ta à, vì À, hà nội và thành phố hồ chí minh à, là nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông vận tải nhiều à, đầu mối à, viễn thông lớn nhất của nước ta đây là hai thành phố đông dân nhất ở nước ta à, có mức sống dân cư nhìn chung cao hơn so với các thành phố khác. À, nơi đây tập trung rất nhiều à, những cái trường đại học, những cái bệnh viện, những cái viện nghiên cứu hàng đầu của nước ta và cũng là nơi mà có rất nhiều chợ lớn, nổi tiếng, à, các cái trung tâm thương mại, các cái siêu thị lớn, đặc biệt là có các dịch vụ tư dịch vấn tài chính, các dịch vụ sản xuất và đầu tư nói chung đã làm nổi bật cái vị trí và vai trò của hai trung tâm này à, và cô nhắc lại ở đây là hai cái thành phố đông dân nhất ở nước ta là hai trung tâm kinh tế lớn nhất ở nước ta có cơ sở hạ tầng phát triển nhất ở nước ta à, mức sống dân cư nhìn chung cao hơn so với à, những cái vùng khác à, như vậy thì theo em qua cái sự phân bố của ngành nội thương, em hãy cho biết cái hoạt động thương mại phụ thuộc vào yếu tố nào. Hoạt động thương mại phụ thuộc vào yếu tố nào Kem? Yếu tố dân cư. Kem à, lưu ý giùm cô nha, hoạt động thương mại phụ thuộc vào yếu tố dân cư, cái quy mô dân số và và sức mua của người dân có ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động thương mại của nước ta. À, tiếp theo đây à, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp à, một cái hoạt động nữa trong ngành thương mại đó là hoạt động ngoại thương em hiểu thế nào là ngoại thương ngoại thương là những cái hoạt động kinh tế trao đổi buôn bán hàng hóa giữa nước ta với nước ngoài như vậy à, ngoại thương có vai trò như thế nào à, trong à, ngành kinh tế của nước ta à, cô nhắc lại là à, vai trò của ngành ngoại thương nha. Ngoại thương là một cái hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của nước ta. Khi kinh tế càng phát triển và mở cửa thì cái hoạt động thương mại trong đó là ngoại thương lại càng quan trọng và có tác dụng trong cái việc giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao và cải thiện đời sống nhân dân như vậy nước ta hiện nay buôn bán với nước ngoài chúng ta đã bán ra nước ngoài những cái mặt hàng nào và chúng ta mua lại những cái mặt hàng nào từ nước ngoài thì chúng ta sẽ phân tích một số những cái biểu đồ sau đây đầu tiên là biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta năm 2017 dựa vào biểu đồ hãy kể tên các cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta À, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong cái biểu đồ này đầu tiên là chúng ta thấy hàng công nghiệp nặng và khoáng sản nè. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm 51,3%. À à đây là cái mặt hàng xuất khẩu chiếm cái tỷ trọng cao nhất ở nước ta năm 2017 nè. Tiếp theo đó là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 36,9% và tiếp theo là hàng nông lâm thủy sản chiếm 13,0% đó là những cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Sau đây chúng ta sẽ tìm uh, hiểu, uh, chúng ta sẽ quan sát một số những cái uh, uh, bức tranh về những cái uh, um, sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu qua nước ngoài nè. Đó là gạo nè, cà phê nè, chè, thủy sản đông lạnh. Tiếp theo đó là các cái mặt hàng uh, đồ gỗ mỹ nghệ, uh, mây tre đan, uh, dệt mai và khoáng sản và tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một cái biểu đồ cơ cấu giá trị nhập khẩu hàng hóa của nước ta năm 2003. À, dựa vào cái biểu đồ này à, hãy kể tên cái mặt các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. À, nước ta xuất khẩu những à, cô xin lỗi là à, nhập khẩu những cái mặt hàng chủ lực nào? À, thứ nhất đó là máy móc thiết bị phụ tùng chiếm 30,9% nè kế đến, nguyên liệu nhiên liệu và vật liệu chiếm 63,8% và tiếp theo đó đó là hàng tiêu dùng chiếm 3 5,3%. À vậy thì à, hiện nay nước ta à, buôn bán à, đặc biệt là chúng ta à, mua những cái à, sản phẩm nào từ nước ngoài hay nói cách khác là nhập khẩu à, từ nước ngoài, đó là những cái mặt hàng à, máy móc thiết bị nè xăng dầu và phân bón. Hãy quan sát cái bản đồ sau đây. đây là cái bản đồ về ngoại thương của nước ta năm 2000. Dựa vào cái bản đồ này, các em hãy cho biết nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực nào trên thế giới và giải thích tại sao. Chúng ta xem những cái dấu chấm tròn nè. À, đó là cái kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam với các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới như vậy thì nước ta buôn bán nhiều nhất với à, khu vực thị trường nào chúng ta theo dõi cho thật kỹ trên cái bản đồ này thì đây là cái khu vực mà chúng ta buôn bán nhiều nhất nè à, đó là cái khu vực à, Châu Á Thái Bình Dương À, khu vực châu Á Thái Bình Dương bao gồm có những các quốc gia đó là Trung Quốc nè, à Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, Đài Loan nè, Hồng Kông nè, à Thái Lan, à Lào, Campuchia nè. À tiếp theo đó đó là Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines và à đi xuống phía nữa là chúng ta thấy có Australia nè. Đây là các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. À, ngoài khu vực châu Á Thái Bình Dương ra thì chúng ta à, buôn bán nhiều với cái khu vực thứ hai đó là khu vực châu âu và tiếp theo đó đó là khu vực bắc mỹ bao gồm có canada và hoa kỳ à, vậy tại sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường châu á thái bình dương em chúng ta cùng nhau giải thích câu hỏi này đây nè tại sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu á thái bình dương như khi nãy cô đã kể tên một số nước trong khu vực này rồi đó đó là trung quốc nè rồi đến đài loan rồi đến hồng kông rồi đến thái lan malaysia rồi đến campuchia vân vân thì những cái nước đó có một cái vị trí là gần với nước ta hơn so với các nước khác không nè do đó chúng ta sẽ thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán vận chuyển hàng hóa giữa các nước này cái đến nữa là các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương có những cái mối liên hệ có tính chất truyền thống ví dụ như là có những cái nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc nè hay là có những cái nét tương đồng về sản xuất cũng như là về sinh hoạt về văn hóa hay là về tự nhiên vân vân và chính vì có những cái nét tương đồng trong tự nhiên trong lịch sử cũng như là trong sinh hoạt trong sản xuất đó mà thị hiếu tiêu dùng của người dân trong khu vực có những cái điểm tương đồng nên cái hàng hóa của Việt Nam dễ thâm nhập vào thị trường và các nước trong khu vực này phần lớn là các nước À, có nền kinh tế đang phát triển à, nên cái tiêu chuẩn hàng hóa à, giữa các nước này đòi hỏi không có cao phù hợp với trình độ sản xuất còn thấp của à, người dân Việt Nam như vậy là à, vừa rồi các em đã à, cùng cô đã tìm hiểu qua à, các cái hoạt động nội thương và ngoại thương của ngành thương mại rồi ha. đây là phần ghi bài của các em nè. tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nội dung thứ hai trong bài đó là hoạt động du lịch. À, du lịch có cái vai trò như thế nào các em? vai trò của du lịch là đem lại cái nguồn thu nhập lớn, mở rộng giao lưu kinh à, tế giữa nước ta với nước ngoài, đồng thời cải thiện được đời sống của người dân và nước ta có những cái điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành du lịch nước ta có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch cái điều kiện thứ nhất mà cô muốn nêu đó là nước ta có tiềm năng du lịch rất lớn bao gồm có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn như vậy những cái tài nguyên nào mà chúng ta gọi là tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn thì mời các em quan sát cái bảng sau đây à nhóm tài nguyên thì chúng ta sẽ có hai nhóm tài nguyên đó là tài nguyên du lịch tự nhiên nè và nhóm tài nguyên du lịch nhân văn nè trong cái nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên thì chúng ta sẽ có những cái tài nguyên du lịch như là phong cảnh đẹp nè bãi tắm đẹp hay khí hậu tốt và các cái vườn quốc gia còn với tài nguyên du lịch nhân văn thì chúng ta có những cái tài nguyên như là công trình kiến trúc di tích lịch sử lễ hội truyền thống làng nghề truyền thống và văn hóa dân gian Nói về cái tài nguyên du lịch tự nhiên thì ở nước ta nói về phong cảnh đẹp Nước ta có rất nhiều dạng địa hình từ vùng đồi núi Trung Du cho đến đồng bằng và ven biển Khắp mọi miền đất nước từ Bắc tới Nam nước ta có rất nhiều những cái phong cảnh đẹp Mà phong cảnh đẹp tiêu biểu đó là Vịnh Hạ Long, Hồ Ba Bể hay là Đồng Phong Nha Kẻ Bàn Còn nói về bãi tắm thì hiện nay nước ta dọc từ Bắc tới Nam có khoảng 125 bãi bãi tắm đẹp và những cái bãi tắm đẹp nổi tiếng đó là Sầm Sơn Nha Trang Vũng Tàu vân vân và nói đến khí hậu tốt đó là những nơi mà có khí hậu trong lành mát mẻ thích hợp cho nghỉ dưỡng đó là Đà Lạt hay Sapa và với vườn quốc gia thì nước ta có khoảng 34 khu vườn quốc gia từ Bắc tới Nam ở phía bắc thì có nhiều khu vườn quốc gia như là vườn quốc gia Ba Bể Quốc à, Phương à, Rồi Ba Vì vân vân nhưng mà ở phía bắc thì cái rừng phương là cái à, khu vườn quốc gia nổi tiếng ở miền Bắc là gam tiếp theo đó là dốc đôn à, ở Tây Nguyên Trầm Chim à, ở Nam Bộ đó là những cái nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta tiếp theo đây là cái nguồn tài nguyên du lịch nhân văn nói về công trình kiến trúc thì chúng ta cần lưu ý là có công trình kiến trúc cổ và công trình kiến trúc hiện đại nha à, ở đây cô muốn nói là công trình kiến trúc cổ nước ta có những cái công trình kiến trúc như là cố đô huế thành nhà hồ vân vân hay nói về cái di tích lịch sử thì di tích lịch sử nước ta có rất nhiều như là bến nhà rồng nhà tù côn đảo hay là à, khu di tích điện biên phủ hang bắc bó vân à, vân và nói về cái lễ hội truyền thống thì nước ta có rất nhiều những cái lễ hội truyền thống như là lễ hội Đền Hùng ở Phú Thọ, nè lễ hội Chùa Hương ở Hà Tây, lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh hay là lễ hội KT ở Ninh Thuận, lễ hội Bà Chú Sứ, An Giang, vân vân những cái lễ hội như là chọi trâu ở đầu sơn hay là đâm trâu ở tây nguyên À, còn nói về làng nghề truyền thống thì chúng ta có những cái làng nghề như là à, dệt lụa hà đông gớm bắc tràng hay là à, tranh đông hồ à, hay là à, đồng à, ngũ xã à, xứ thanh trì v vân nói về văn hóa dân gian thì nước ta có rất nhiều cái tài nguyên du lịch như là cồng chiên của tây nguyên hát xoan hát xòe hát ca trù hay là đần ca tài tử vân vân đó là các cái nguồn tài nguyên du lịch nhân văn cũng như là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên mà cô mới vừa giới thiệu các em Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem qua một số những cái hình ảnh mà các cái nguồn tài nguyên cô vừa nêu đây là những cái hình ảnh về động phong nha, vịnh hạ long, bãi biển vũng tàu, nha trang, hay là đà lạt, sa pa nơi có khí hậu tốt nè. Tiếp theo đây à, là những cái khu vườn quốc gia. À, ở đó là những cái nguồn tài nguyên du lịch về tự nhiên nha. Và sau đây là một số cái nguồn tài nguyên du lịch về nhân văn nè, như là phú cổ, hội an, cố đô huế nè, à, à, văn miếu quốc Tự giám, di tích mỹ sơn. À, đây cũng là những cái hình ảnh về uh, du lịch uh, nhân văn như là lễ hội hoa Đà Lạt, lễ hội hình Đền Hùng, lễ hội chùa Hương hay là uh, lễ hội uh, Chòi trâu ở Đồ Sơn. Tiếp theo đây cũng là một số những cái hình ảnh về uh, du lịch uh, nhân văn đó là ca trù cồng chiên tây nguyên hay nhã nhạc cung đình huế và một số những cái bức tranh về đông hồ gốm bát Tràng hay là những cái làng nghề lụa hà đông chiếu nga sơn đây là những cái tài nguyên du lịch nhân văn đó là những cái làng nghề truyền thống như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về cái vai trò cũng như là tình hình phát triển ngành du lịch ở nước ta. Các em lưu ý là nước ta có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch. Trong đó bao gồm có cái nguồn tài nguyên du lịch rất là phong phú và ngoài ra thì nước ta còn có khá nhiều những cái điều kiện thuận lợi và cái nguồn cái điều kiện thuận lợi thứ hai nữa đó là các em biết là so với các nước trên thế thế giới thì về chính trị nước ta rất là ổn định do đó là vấn đề du lịch ở nước ta rất an toàn so với các nước nhiều nước trên thế giới. Sau đây cô và các em sẽ có một cái trò chơi du lịch vòng quanh đất nước. ở đây cô có một số những cái câu hỏi hỏi về những cái địa danh du lịch nổi tiếng của nước ta. Câu hỏi thứ nhất nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn nơi có đỉnh Phan Xi Băng cao 3.143m, địa danh duy nhất ở Việt Nam mà du khách có thể được tận hưởng trọn vẹn một mùa đông hàng đới với băng giá phủ trắng rặng cây đồi núi và tuyết trắng lãng đảng rơi như trong những câu chuyện cổ tích. Đó là địa danh nào vậy các em? Chúng ta theo dõi bức tranh sau đây. Đây là địa danh Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai câu hỏi thứ hai là một vịnh nhỏ thuộc bờ tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2000 với giá trị thẩm mỹ, giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt địa chất và địa mạo. Đây là địa danh Vịnh Hạ Long. Tiếp theo câu hỏi thứ ba là hồ nước ngọt tự nhiên của thành phố Hà Nội, trước đây hồ còn có một các cái tên gọi khác là hồ lục thủy, hồ thủy quân, hồ tả vọng và hữu vọng, hồ gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm báo cho rùa thần là biểu tượng khát khao hòa bình, đức văn tài võ trị của dân tộc Việt Nam. Đây là địa danh nào các em? Đó là hồ hoàng kiếm hay còn gọi là hồ gươm. Câu hỏi thứ tư, đây là À, di sản văn hóa thứ năm của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2003 với 7 cái nhất à, sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát đá ngầm đẹp nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ kỳ ảo và trắng lệ nhất, hang nước dài nhất. Đó chính là địa điểm nào các em? Đó chính là phòng nhà kẻ bàn tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đến câu hỏi thứ năm đây là di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993 những cái hình ảnh này đối với em không xa lạ có không nào đó chính là quần thể di tích cố đô Huế tiếp theo đây câu hỏi thứ sáu đây là thành phố du lịch được mệnh danh là Hòn Ngọc của viễn Đông Được UNESCO công nhận là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới Với thành phố êm ả nằm bên bờ biển trung tâm của đất Khánh Hòa Chúng ta lưu ý là trung tâm của đất Khánh Hòa nha Chính là à, nha Trang à, Chính là, là địa điểm nha Trang Kế đến chúng ta sẽ có một câu hỏi kế tiếp Đây là di tích lịch sử của bảo tàng Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn à, chính nơi đây Hồ Chủ tịch đã ra đi tìm đường cứu nước đó chính là bến cảng nhà rồng À, như vậy là vừa qua chúng ta đã à, tìm hiểu qua một số những cái địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là tìm hiểu về các cái hoạt động à, thương mại gồm có nội thương và ngoại thương ở nước ta rồi ha như vậy bài học đến đây là à, kết thúc à, các em ở nhà các em nhớ học bài cho cô cái bài 15 nha. Rồi sau đó ôn tập lại cho cô bài 11, 12, 13, 14, 15. À tuần này chúng ta à đang học là ở tuần số 8. Tuần số 9 chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. À một học kỳ chúng ta chỉ có một bài kiểm tra một tiết thôi à, và kiểm tra một tiết được thay thế một cái tên gọi mới đó là kiểm tra giữa kỳ 1 cô nhắc lại đây là bài kiểm tra rất là quan trọng do đó các em sẽ học thật kỹ cho cô ôn bài thật kỹ cho cô từ bài 11 cho đến bài 15 các em nhé à, cô chào các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nhé